Quý vị và các bạn thân mến, trong video hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn biết được những cái tiến độ mới nhất của dự án cao tốc trọng điểm ở miền Tây, đó là tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Đây là nút giao kết nối với tuyến cao tốc lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có tổng chiều dài hơn 188 km, đi qua 4 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tổng mức đầu tư gần 44.700 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 17 tháng 6 năm 2023. Tuyến đường dài hơn 188 km có điểm đầu kết nối với quốc lộ 91 thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang và có điểm cuối tại cảng Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Trong đó, qua địa phận của tỉnh An Giang dài gần 57 km, qua địa phận của Cần Thơ dài gần 38 km, qua địa phận của Hậu Giang khoảng 37 km và hơn 56 km đi qua địa phận của tỉnh Sóc Trăng. Giai đoạn 1 dự án làm 4 làn đường và rộng 17 m cho xe chạy với tốc độ là 80 km/h và giai đoạn hoàn chỉnh là giai đoạn 2 khoảng 6 làn xe và có thiết kế mặt đường là 32 m, dự kiến hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027. Tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng và tuyến cao tốc An Hữu Cao Lãnh là hai tuyến cao tốc thuộc trục ngang của đồng bằng sông Cửu Long. Khi hoàn thành, những tuyến này sẽ kết nối với trục dọc, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1A và tuyến N1 hiện tại đã quá tải rồi, nhất là quốc lộ 91 quá tải xe, phải nói là lưu lượng xe ở đây hàng ngày rất là nhiều. Sau khi hoàn thành thì công trình còn góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực, kết nối kinh tế xã hội và thúc đẩy phát triển về kinh tế xã hội của các tỉnh miền Tây và Campuchia cùng các nước ở Đông Nam Á ha. Hôm nay thì mình có dịp đi qua cái nút giao này kết nối với tuyến cao tốc lộ Tẻ - Rạch Sỏi đó, thì mình cũng quay tổng thể toàn cảnh cho tất cả quý vị và các bạn khán giả thấy được cái hiện trạng mới nhất hôm nay như thế nào. Theo quan sát của mình thì mình thấy là các đơn vị thi công đang tiến hành bơm cát gia tải chờ lúng, rồi một số đoạn thì cũng đã tiến hành cắm bắt thấm rồi và thi công cái phần trụ của cầu vượt bắc qua sau này của tuyến cao tốc lộ Tẻ - Rạch Sỏi đó. Thì phía trên đó là tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng thì sẽ có một cái cầu vượt bắc qua, thì hai tuyến này sẽ kết nối với nhau, một tuyến là trục ngang và một tuyến là trục dọc. Thì sắp tới thì bà con của mình đi từ Châu Đốc về Cần Thơ sẽ nhanh chóng hơn, thì bà con của mình đi tới nút giao này nếu mà đi về Gạch Giá nè, Gạch Sỏi nè, rồi cũng như là đi ga cầu Vàm Cống thì mình sẽ xuống ngay cái tuyến cao tốc lộ Tẻ - Rạch Sỏi này, rồi bắt đầu là mình sẽ tiếp tục lưu thông ha. Vậy thì một trong những nút giao quan trọng của tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng hiện trạng mới nhất hôm nay như thế nào, cũng như là ngay tại nút giao này thì các đơn vị thi công đang triển khai những cái công việc gì, thì bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn, các cô chú anh chị cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video này với mình nhé.
Thank you.